Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đang có chuyến công du quy mô lớn nhất tại Việt Nam. 52 tập đoàn Mỹ đã có mặt tại Việt Nam trong tuần này để khám phá các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty này, bao gồm cả các tập đoàn danh tiếng như Boeing và Netflix, đang tham gia vào chuyến công du xúc tiến đầu tư và giao thương lớn nhất từng được Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức. Được biết đây là hoạt động được tổ chức hàng năm và hiện do cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius dẫn đầu. Chuyến đi bắt đầu từ thứ ba và kéo dài đến hết thứ năm. Cả Boeing và Netflix đều đã xác nhận tham dự chuyến đi này với đại diện là cựu chủ tịch khu vực Đông Nam Á và giám đốc điều hành tại Việt Nam đại diện của Boeing tiết lộ. Boeing đã và đang nâng cao sự hiện diện của mình tại Việt Nam bằng cách đầu tư vào xây dựng năng lực đội ngũ tại địa phương và hợp tác với các tổ chức Việt Nam trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, nghiên cứu, đào tạo, cơ sở hạ tầng đến an toàn hàng không. Trong khi đó, Netflix từ chối bình luận thêm. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ rằng gã khổng lồ truyền thông đang xem xét các cách thức để đáp ứng với những quy định mới của Việt Nam yêu cầu các công ty truyền thông nước ngoài phải đăng ký giấy phép kinh doanh tại Việt Nam mới có thể cung cấp dịch vụ phát trực tuyến tại quốc gia này. Trong khi đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Lapper, ca ngợi các cam kết đáng chú ý của các công ty Hoa Kỳ, bao gồm Boeing, Meta và Netflix trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Lapper nói với các phóng viên Chúng tôi thấy tiềm năng to lớn và các hoạt động kinh doanh thực tế đang được triển khai cũng như triển vọng về sự thịnh vượng từ các cam kết này. Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng 11% trong năm ngoái lên hơn 123,86 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào năm ngoái với trị giá 109,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với năm 2021. Các công ty Mỹ đang tìm cách phát triển các trung tâm sản xuất toàn cầu và các chuỗi cung ứng của họ tại Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn hàng tiêu dùng nhanh đồ chơi nội thất thực phẩm và nông nghiệp nền kinh tế kỹ thuật số nền kinh tế sáng tạo dịch vụ tài chính và ngành chăm sóc sức khỏe theo osius tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của việt nam cũng đã giúp thu hút các công ty mới mà trước đây có thể chưa từng tiếp xúc với đất nước này ông nói thêm rằng điều này đã châm ngòi cho sự cạnh tranh lành mạnh mới về đầu tư trong khu vực đại diện của các nước asean khác đang nói chúng ta phải nhanh lên vì chúng ta phải cạnh tranh với việt nam đây không phải là điều mà vài chục năm trước người ta nói về Việt Nam. Chuyến thăm chớp nhoáng của các công ty Mỹ trong tuần này cho thấy Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài, khi đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đồng thời với sự phát triển của tầng lớp trung lưu khiến thị trường này ngày càng thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, quốc gia có hơn 97 triệu dân này cũng đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn do những tác động liên tục của suy thoái kinh tế toàn cầu. Oxford Economics dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống 4,2% vào năm 2023 do triển vọng yếu kém của các đối tác thương mại toàn cầu và rủi ro tài chính gia tăng. Các ước tính trước đó của IMF, Ngân hàng Thế giới và ADB về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến năm 2023 lần lượt nằm trong khoảng từ 6,2% đến 6,7% và 6,3%. Tuy nhiên, mặc dù tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm nay, chính phủ Việt Nam vẫn hạ quyết tâm đạt mốc tăng trưởng bình quân cả năm ở mức 6,5%.